Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Sang Audio. Thì ngày hôm nay em sẽ mổ nội thất cái cuốn mic này ra để xem bên trong cuốn mic nó thiết kế như nào, có chất lượng hay không các bác nhé. Đấy thì với tầm tiền là 150.000 một côn, không bao ship. Bác nào mà mua hai côn thì em sẽ bao ship cho bác và anh em. Các bác và anh em xem cuốn mic này nó chất lượng hay không thì em sẽ mổ bên trong ra để các bác và anh em cùng xem là bên trong nó thiết kế nó chất lượng như thế nào với tầm giá tiền là 150.000 một côn các bác nhé. Đấy thì thời gian vừa rồi thì em bán ra hai côn này thì bác nào nhận cái côn này cũng cảm thấy là ok đúng không ạ? Bác nào nhận cũng khen hay và cảm ơn em rất nhiều. Và hôm nay thì em sẽ tháo bên trong này ra, đập ra để xem là từ này, xem là bên trong nó thiết kế có chất lượng hay không thì các bác và em nhìn sẽ biết coi nhá. Thì vừa nãy em làm một cái video ở kênh Trần Hưng thì em đã đập một cái côn mic thời gian đấy, các bác và em nhìn bên trong của nó này. Đấy, nhìn bên trong này, nhìn từ của nó này, nhìn từ của nó quá ok luôn các bác nhá. Từ của nó thì có thể là hút rất tốt này, hút rất tốt luôn các bác nhá. Đấy, từ của nó hút rất tốt này. Đấy, và tiếp tục em sẽ phá thêm một cái côn nữa để các bác và em xem. Thì em làm hai cái video trước thì em làm ở kênh Trần Hưng, còn video này em sẽ làm ở kênh Hương Giang các bác nhá. Thì em sẽ tiếp tục phá tiếp một cái côn mic này ra để cho các bác và em xem bên trong nó thiết kế có ok không, có đúng tầm tiền để các bác và em mua hay không các bác nhá. Đấy, côn mic này thì khẳng định với các bác và em về thay thế vào những cái mic của các bác và em thì quá tuyệt vời các bác ạ, rất tuyệt vời. Đấy, bây giờ em sẽ đập tiếp một cái côn này ra để các bác và em cùng xem. Đây các bác nhá, nhìn này, nhìn cuộn dây của nó này. Các bác và anh em nhìn một cái côn mic mà giá tiền như vậy có chất lượng không ạ? Có chất lượng không ạ? Đấy, bên trong của nó này. Đây là bên trong cái côn của nó, em vừa đập một cái côn ra để em làm video của kênh em các bác nhá. Đây là cái côn của nó này. Đấy các bác này. Đấy thì côn này cái từ của nó hút phải nó là rất mạnh nhá các bác nhá. Cái búa như này mà nó hút lên nó không rơi được các bác này. Đấy các bác này, nhìn nó phải nói chất lượng không ạ? Đấy. Nếu mà các bác và anh em đang tìm kiếm một côn mic về để thay thế cho những cái dòng mic không dây hay là dòng mic có dây các bác nhá, thì các bác và anh em lựa chọn côn này cho em này. Đấy, lựa chọn côn này cho em. Đấy, 150.000 một côn, không bao ship nhá. Mua 2 côn em sẽ bao ship cho bác và anh em. Mua 2 côn em sẽ bao ship các bác nhá. Đấy, các bác và anh em nhìn cái côn của nó chất lượng không ạ? Đấy, quá chất lượng luôn các bác nhá. Côn này thì khẳng định với các bác và anh em một điều là các bác và anh em nhận cái côn này về thay thế vào những cái dòng mic mà nó tiếng nó không hay ấy, tiếng nó bị lì tiếng này, đấy, hoặc là tiếng nó bị mất giải các bác nhá, thì các bác em thay côn này cho em, khẳng định các bác em sẽ cảm thấy hài lòng. Bám rất tốt các bạn, bám rất tốt, côn của nó bám rất tốt các bạn. Thấy ok không ạ? Một chiếc côn như này có đáng để mua không ạ các bác ơi? Đấy, tiếp tục thì ngày hôm nay bên em về thêm 100 côn để phục vụ cho các bác và anh em nhé. 100 côn để phục vụ cho các bác và anh em. Này quá ok không ạ? Đấy, một cái côn mic như thế này có lên mua không ạ? Đấy các bác nhá. Với tầm tiền là 150.000 rất không giả này các bạn. Rất không giả đấy, các bạn em thấy côn mic ok không ạ? Đấy thì bác nào mà quan tâm đến cái côn mic Bayer này thì phải gọi điện ngay cho em để đặt hàng các bác nhá. Chắc là cái trăm côn mic này thì bán từ giờ đến Tết ấy, không còn hàng đâu các bác ạ. Đấy thì các bác và anh em dùng những cái côn mic lâu ngày thì nó sẽ bị lì tiếng đi này, và nó sẽ bị sát côn và không còn đều ba giải nữa, thì các bác và anh em phải thay côn thì nó mới hay đúng không ạ? Thì khi mà các bác và anh em mua cái côn mic này về thì các bác và anh em nhìn phía dưới chân hàn của nó này, nó sẽ có bốn chấu hàn các bác nhá, bốn chấu hàn. Thì hai cái chấu đánh dấu, một bên là đánh dấu đỏ ở đây tức là cực dương, còn không đánh dấu đỏ tức là cực âm các bác nhá. Hai cái chấu này là người ta hàn hai cái dây để chạy lên trên côn mic này, hàn hai cái dây này chạy lên côn mic. Thì các bác và anh em về sẽ hàn cực dương vào đây và cực âm vào đây cho em coi các là xong. Đấy, hàn như vậy là xong rồi các bác ạ. Đấy. Thì cái côn mic này với tầm giá 150.000 một côn, không bao ship, mua 2 côn em sẽ bao ship cho bác và anh em. Thì đảm bảo với các bác và anh em là sẽ cải thiện chất âm rất nhiều, để các bác và anh em làm sự kiện này, các bác và anh em lắp phòng hát này, các bác và anh em chơi gia đình. Thì đặc biệt các bác và anh em làm sự kiện thì côn mic hay bị lỗi thì bắt buộc là phải thay côn thì nó mới hay các bác nhá, bắt buộc là phải thay côn. Đấy.
Bác nào quan tâm thì liên hệ với Hương Giang theo số điện thoại là 0979987696. Bên em sẽ chuyển hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán cho em. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào, tạm biệt các bác và anh em.